Qua đây Phương. Qua đây Phương. Nó bự cả. Đi qua đây đi. Rồi, quay lại cho. Còn mấy con bò bự nó tròn à. Chứ mấy con bò nhỏ con này má tưởng là béo phì. Tưởng con 10 12 kg không. Con này cũng cỡ đó đó. Không, tưởng con. Ồ vậy là hôm qua con 16 kg là bự hơn nữa hả? Trời ơi, hôm xưa hôm qua nó như cái bàn vậy. Nó cầm không nổi luôn. Bê quá không nổi luôn. Con này. Không, con này 13 hả? Con này hả? Con này nay cái bụng nó ốm. Chưa ăn no rồi nữa đó. Tại vì hôm nay cái đầu bên này đâu có đánh cám đâu. Không có cám, không bún. Cụm luôn 13 kg 62